Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2022. Thì hôm nay cũng có một người bạn đến từ nước Ý đã gửi cho Khải tiền để mua bánh. Vì thế hôm nay Khải sẽ làm một cái chương trình, đó là chúc mừng năm mới 2022. Chúc tất cả mọi người sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thì hôm nay ông nội sẽ cắt bánh để Happy New Year. Wow. Rồi, ông sẽ cắt bánh cho Samboy và sẽ cùng ăn đây các bạn.
Rồi, Family Samboy chúc mừng tất cả các bạn có một năm mới sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người. Happy New Year. Bye bye.